Xin chào thầy anh em, chào mừng anh em đến kênh review đồng hồ chính hãng của Sashimi Authentic. Hôm nay đang gặp thầy các bác một chiếc đồng hồ đến từ dòng sản phẩm Seiko Nhật nội địa mà bên em vừa mới nhập hàng về. Đợt trước thì có hàng phục vụ các bác rồi, nhưng mà hết, đợt này lại có hàng mới về để phục vụ các bác đây. Đây là một chiếc với mặt màu nâu cà phê, một màu sắc rất đẹp và bắt mắt. Anh em tìm kiếm chiếc nào đó nó khác biệt một chút đi, không đeo trắng, không đeo đen, không đeo vàng, không đeo xanh nữa. Chúng ta đổi sang màu nâu cà phê đi, màu sắc rất đẹp, bắt mắt. Nó không quá phô trương màu vàng nhưng lại có cái nét đẹp sang và đẳng cấp riêng của em nó. Trước khi đến kia một chiếc hồ trong video ngày hôm nay thì rất mong em dành một chút thời gian khoảng 1-2 giây thôi, mình nút đăng ký kênh ở phía dưới video, ấm quả chuông bên cạnh để khi bên em ra video đồng hồ mới thì YouTube sẽ thông báo cho anh em, từ đó anh em không bỏ lỡ bất kỳ chiếc nào bên em cung cấp nhé. Không mất thời gian anh em nữa, chúng ta sẽ kỹ hơn với chiếc Seiko SARV006 trong video đồng hồ ngày hôm nay. Chiếc SARV006 này cho các bác là một chiếc hàng new full box, đầy đủ hộp sổ thẻ các phụ kiện đi kèm cho anh em. 004 thì mặt màu đồng mi vàng, 006 thì sẽ là mặt màu nâu cà phê này anh em nhé. Cái dòng sản phẩm này thời điểm hiện tại đang có giá siêu rất là tốt và anh em nếu mà mua thời điểm hiện tại chắc chắn chúng ta vớ được cái thời điểm giá tốt rất rồi. Như chiếc này bên em đang bán thời điểm này mức giá chỉ là 4 triệu đồng thôi. 4 triệu đồng thôi anh em nhé, mức giá quá tốt rồi đấy. Quá tốt rồi đấy, không thể có mức giá tốt hơn nữa đâu. Thân vỏ được làm trên chất liệu thép không gỉ 36L, dây thép đúc, khóa chúng ta có bấm hai bên đậm chất sport thể thao. Đáy sau hợp máy để giúp anh em quan sát được chuyển động của máy bên trong. Cầm chiếc SARV004 này trên tay thì cảm giác thứ nhất là cái trọng lượng thì em này ở cái mức vừa phải thôi anh em nhé. Mặc dù dây thép đúc nhưng mà không quá nặng tay, đấy cho nên là khi mà anh em đeo vết lách cọ máy rất là thoải mái. Thứ hai nữa là ấn tượng với cái màu sắc thì em này sử dụng cái màu mặt màu nâu cà phê đẹp. Nếu mà tuy nhiên trong điều kiện ánh sáng nó hơi tối một chút này thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ hơi có cái màu tối tối một chút, nhưng mà nó vẫn có một hướng gì đó lên màu nâu nhé. Còn nếu mà anh em mà có ánh sáng chiếu vào thì nó chúng ta sẽ lên cái màu nâu này rất là đẹp, đặc biệt là cái này ra ngoài ánh sáng mặt trời, ra ngoài ánh sáng mạnh nó lên cái màu nâu rất đẹp. Thứ hai nó hoàn thiện về thiết kế thì em đánh giá ở mức tạm ổn với cái tầm phân khúc giá khoảng loanh quanh khoảng 4 triệu đồng như này, thì đây là một chiếc đồng hồ mà anh em rất là cân nhắc để đeo. Hơn nữa máy 4R36 của Seiko cũng là bộ máy rất là chất lượng này anh em nhé. Đó. Thiết kế thì sai mặt của em này thì cái nhìn cái mặt bên trong thì nó sẽ không có to, nhưng mà cái phần thân vỏ bên ngoài nó dày cho nên là sai mặt của em này cũng thuộc dạng sai mặt to 42mm. Để anh em để đeo đạp chiếc này thì anh em nên tay từ 16 trở lên anh em mới thể cân nhắc để đeo chiếc này, còn tay dưới 16 thì anh em không nên đeo với dòng sản phẩm thiết kế sai 42mm. Mã sản phẩm chiếc này chúng ta thì có mã sản phẩm là SARV006 với giá bán lẻ tại thị trường Nhật là 30.800 yên. Các thông tin hiển thị ở đây thì anh em sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ có máy 4R36, sai số từ 35 đến 45 giây một ngày. Đây là cái sai số cho phép thôi anh em nhé. Nếu mà anh em đeo thường thì nó sẽ loanh quanh khoảng 15-20 giây. Đây chúng ta có 24 chân kính, tần số động 21.600, tích cót 41 giờ, Make in Japan, sản xuất lắp tại Nhật và mã sản phẩm SARV006. Ở chữ U ngược là chức năng anti-matic chống tử của đồng hồ. Cái thông tin rất đầy đủ ở phần tag. Tiếp theo nữa thì về cái thiết kế thì chúng ta sẽ zoom kỹ hơn để anh em thể quan sát kỹ hơn cái thiết kế trước này. Thì em này sẽ có phần thiết kế mặt rất là đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta sẽ phần kim và cọc số được phủ giả quang rất là sáng đẹp. Nó có đạn quang màu rất là ổn áp anh em nhé. Em này thì ta thử phần đạn quang một chút nhỉ. Nhìn ấn tượng về đạn quang. Đây, đạn quang kim cọc rất là ổn cho anh em. Đấy. Nhờ có thể đeo rất là thoải mái trong điều kiện ánh sáng yếu. Tiếp theo nữa thì chiếc này thiết kế phần kim cọc số cũng rất là khỏe khoắn. Đó, hơi hướng tổng thể em này thiết kế cũng khá là khỏe đấy. Với góc 6, 9, 12 chúng ta có số vạch to hơn cọc số lại. Logo Seiko góc 12 giờ, góc 3 giờ chúng ta có cái lịch kép gồm lịch thứ và lịch ngày, nên lịch màu trắng cực kỳ dễ nhìn và nổi bật. Máy automatic này, với góc 7 giờ này chúng ta sẽ Make in Japan, sản xuất lắp tại Nhật. Bên này chúng ta có mã máy 4R36 và mã phần mặt đồng hồ. Bộ kim hiển thị chúng ta sẽ kim dây thanh mảnh trôi mượt mà trên mặt đồng hồ này, kim giờ, kim phút làm dạng kim dolphin. Anh em lưu ý một chút là phần cọc và kim này chúng ta sẽ bo viền màu vàng hồng anh em nhá. Bo viền màu vàng hồng. Nó cái màu trắng ở phần trợ quang rất dễ nhìn. Đấy. Tiếp theo nữa vành Antorini 5 phút ngoài cùng nó sẽ chia làm hai lớp, lớp bên trên chia tỉ mỉ hơn, lớp bên dưới chúng ta chia đơn giản hơn và chia cái tông màu cũng sẽ được làm màu vàng. Kính của này sẽ là kính Hatlex độc quyền của thương hiệu Seiko, khả năng chịu lực va đập và chống sốc tốt. Tuy nhiên về vấn đề chống sốc thì nó vẫn chưa bằng kính sapphire. Dùng kính Hatlex anh em lưu ý giữ gìn một chút, tránh để mặt kính chúng ta va quẹt các bề mặt sắc cạnh có thể dẫn tình trạng bị sức kính nhé. Về kính bên ngoài chúng ta sẽ hoàn thiện với phần phay bóng mạ PD và vàng hồng hoàn toàn và nhìn rất đẹp mặt bên trên này, nhìn rất là sang luôn. Đấy. Chân càng bên trên chúng ta sẽ đánh phay xước hoàn thiện tốt, đầu càng nó sẽ cong vào đeo bông tai hơn, đúng chỉnh được mạ PD và vàng hồng và đúng trơn không có logo của nhà Seiko ở đây. Ở đây chúng ta sẽ đo thử một chút về kích thước thì chiếc này chúng ta có sai mặt của em nó là khoảng 41,5 cho 42 đây anh em nhé. Độ dài mặt số của chúng ta thì sẽ rơi vào tầm khoảng 11,7 chiều dài càng lắc tô lắc
50. Đấy. Thì với thông số kích thước như này thì anh em lưu ý một chút nha, tay dưới 16 anh em không đeo đâu, đặc biệt là cái càng dài như này. Đó, ví dụ tay của em là 15.8 này, khi mà em đeo thì anh em thấy được cái càng nó dài quá. Đấy, tay em là tiệm cận 16 đấy mà vẫn chưa đeo được. Tay 16 thì anh em đeo vẫn đang phải hơi cố gắng một chút. Đẹp nhất thì tay từ 16.5 đến khoảng 18 là anh em đeo chiếc này rất là tuyệt vời. Tông màu nâu cà phê này rất là thoải mái dễ đeo, cho nên là thôi, mọi lứa tuổi đều có thể đeo được, không phải lăn tăn về lứa tuổi. Chỉ lưu ý một chút vào cái chu vi của tay thôi. Bộ dây thì chúng ta sẽ có dây thép khung gỉ đúc đặc, 5 mắt dây, 3 mắt được đánh phê xước và 2 chỉ nhỏ làm phê bóng. Thiết kế dây đồng mi mang lại nét mềm mại tinh tế và khá là sang trọng khi mà anh em đeo đồng hồ trên cổ tay. Đó, dây cũng đeo thoáng khí và thoáng mùi tay tốt. Cái phần càng như này thì nếu anh em thích chúng ta thì đổi sang dây da cũng được nhé. Dây da dây cao su nếu anh em thích, phần càng này có thể thay được, không vấn đề gì cả. Khóa ta một cái khóa thép lá, khóa bấm một bên và khóa hai lớp chống bung. Ta có logo Seiko trên một thân khóa rất là chắc chắn luôn. Đã đóng cái này vào thì không thể nào bung ra được đâu. Đấy. Và mở chúng ta sẽ phải thêm một cái lớp lần gạt chốt. Bộ máy được trang bị ở trên chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có là bộ máy 4R36 của thương hiệu Seiko. Đây. Ta sẽ có bộ máy 4R36 này. 4R36A thì 24 chân kính, tần số động 21.600, tích cót của em này là 41 giờ. Bộ máy in-house được sản xuất và lắp hoàn toàn tại Nhật. Logo Seiko và Seiko Time Corp. Bên ngoài chúng ta có logo Seiko, mức chống nước 13 tương đương 100m, thân vỏ làm tác không gỉ, mã máy mã phần case back, chống nhiễm từ này và Made in Japan, sản xuất và lắp tại Nhật. Nói chung là đây máy 4R36 rất là quen thuộc rồi. Anh em fan Seiko thì không đã lẫm gì cả. Máy 4R36 của chúng ta thì vẫn đầy đủ chức năng từ lên cót tự động này, lên cót bằng tay. Dừng kim dây cái chỉnh giờ, anh em mở ra chỉnh giờ, kim dây sẽ dừng lại cho anh em chỉnh giờ chính xác từng giây. Đồng hồ lịch thứ ngày, bạn có 12 giờ lịch thứ ngày không nhảy thì đang giờ buổi chiều. 5 giờ. Đóng lại, kim dây chạy bình thường. Chỉnh lịch ngày anh em mở núm đam nấc. Xui kim đồng hồ. Anh em chỉnh lịch ngày. Và ngược chiều kim đồng hồ. Chỉnh lịch thứ có hai ngôn ngữ, mình quen dùng tiếng Anh một sẽ để tiếng Anh, còn anh em nào thích tiếng Nhật thì anh em là tiếng Nhật. Sau chỉnh giờ lịch thứ ngày xong, anh em đóng đúng lại, kiểm tra cẩn thận tránh vào núm nước ba. Mức chống nước của dòng sản phẩm này là 100m, có động thường ngày anh em đi mưa, rửa tay, rửa xe rất thoải mái. Lưu với anh em không ăn hồng cho đi bơi, tắm tắm lạnh và tắm sông hơi. Với mức giá bán là 4 triệu đồng, anh em mà thích chiếc này có thể liên hàng với lại Sashimi Authentic thông qua số điện thoại để phía trên màn hình hoặc các thông tin liên hệ em để đủ dưới phần mô tả của video. Thì anh em gọi điện hoặc nhắn tin, anh sẽ tư vấn kỹ hơn anh em về dòng sản phẩm này nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều theo dõi video này của Sashimi Authentic. Xin chào và hẹn lại anh em ở những video đồng hồ tiếp theo.